Nhận định bóng đá Arsenal với Newcastle, 3 giờ ngày 19 tháng 1, vòng 19 Ngoại hạng Anh. Một tuần trước, Arsenal đã phải rất vất vả mới vượt qua được Newcastle tại vòng 3 FA Cup sau 120 phút kịch chiến. Nhưng đêm nay, trong trận đấu có thể coi là hiệp 2 giữa đôi bên ở mùa này, pháo thủ sẽ không cho phép chích chòe gây khó dễ như thế nữa. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tại những giải đấu cúp, thể thức loại trực tiếp khiến các đội bóng nhỏ trở nên tự tin và liều lĩnh hơn, còn những đội bóng lớn lại bất an hơn khi yếu tố may rủi thường song hành với những trận đấu. Vì thế, việc Newcastle cầm hòa Arsenal suốt 90 phút trong một thế trận giằng co ngang ngửa và chỉ chịu thua bởi những bàn thắng tại hiệp phụ là điều không bất ngờ. Trở lại với đấu trường Ngoại hạng Anh, nơi cuộc đua đường trường bào mòn ý chí và sức lực của những kẻ thấp cổ bé họng, mọi thứ không còn dễ dàng cho Newcastle nữa. Sở hữu lực lượng thuộc loại giá trị thấp ở Premier League, chích chòe càng chơi càng đuối. Họ đang có chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng ở sân chơi số 1 xứ sương mù, trong đó họ thua tới 4 trận. Đáng nói hơn, không cứ gì những đại bàng như Man City hay Leicester mà ngay cả đội vét bảng Sheffield United hay đội bóng chơi phóng túng nhất giải là Leeds cũng đều có thể hạ gục Newcastle. Nguyên nhân thì cũng có nhiều, song theo một số chuyên gia, việc huấn luyện viên Steve Brooks quá cẩn trọng khi cố công theo đuổi sơ đồ 5-4-1 là một trong những lý do lớn dẫn tới việc Newcastle nhận về kết quả tồi tệ. Từ đầu mùa, chích chòe chưa từng thắng trận nào khi đá 5-4-1. Rõ ràng, quân số phòng ngự đông đảo rõ ràng cũng chẳng giúp gì nhiều cho chích chòe. Trong khi đó, việc dùng một tiền đạo vô hình chung khiến đội bóng này không tạo được áp lực mạnh cho đối phương, từ đó mất khả năng răn đe. Tuy nhiên, điều đáng buồn là gần như chắc chắn, Brooks vẫn sẽ bố trí Newcastle xuất phát với sơ đồ 5-4-1 khi làm khách của Arsenal. Cựu trung vệ MU chưa thể tự tin khi thành tích đối đầu của chích chòe trước các pháo thủ vẫn vô cùng chênh lệch. Tính cả thất bại 0-2 tại hiệp phụ của trận đấu vòng 3 FA Cup vừa qua, Newcastle đã thua 5 trận đụng độ gần đây trước Arsenal. Trong đó, họ thua trắng cả 2 lần làm khách gần nhất tại Emirates, nhận về 6 bàn thủng lưới mà không thể đáp trả dù chỉ bằng một bàn danh dự. Những cố gắng cùng cực của Newcastle, như đã nói, chỉ có thể giúp họ ngăn cản Arsenal ghi bàn trong 90 phút của trận đấu cúp, nơi pháo thủ không đặt quyết tâm cao nhất. Còn tại Premier League, sân chơi mà Arsenal đang ở vào thế buộc phải thắng do đã rơi xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng, chắc chắn huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ xua quân tràn lên vây hãm khung thành Newcastle với một cường độ và hỏa lực dữ dội hơn nhiều. Nhiều khả năng, đội chủ nhà sẽ có những thay đổi trên mặt trận tấn công so với trận đụng độ trước. Theo đó, Alexander Lacazette, chân sút đã ghi 4 bàn trong 4 trận Premier League gần nhất, sẽ trở lại đá trung phong, để đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang lùi xuống đá tiền đạo cánh trái sở trường. Đối diện với sát thủ Gabon sẽ là Bukayo Saka, người đã vào thay Willian ở trận đấu tại FA Cup và tạo ra rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ Newcastle. Chỉ có tiền vệ trẻ đang chơi rất lên chân Emile Smith-Rowe là vẫn đảm nhận vị trí hộ công. Bởi với cầu thủ 20 tuổi này đá chính, Arsenal đang có được sức sáng tạo và khả năng bùng nổ rất lớn. Họ cũng bất bại tháng 3, hòa một cả 4 trận Premier League gần nhất mà Smith-Rowe ra sân từ đầu. Hàng công gồm những cái tên kể trên dường như đang là chìa khóa để Arsenal hồi sinh. Họ đã lần đầu tiên sau 3 tháng lại thắng một trận đại chiến Big Six bằng dàn hỏa lực đó, đánh bại Chelsea với tỷ số 3-1 ở dịp Boxing Day và hẳn sẽ càng không có lý do gì thay đổi sơ đồ chiến thắng khi gặp một đối thủ yếu như Newcastle. Và lần này, không có chuyện chích chòe kháng cự được tới tận 90 phút nữa. Đội bóng đã lọt lưới tới 8 bàn sau 3 trận sân khách gần nhất tại Premier League này khó mà tránh khỏi trận mưa gôn tại London đêm nay. Dự đoán Arsenal 3-0 Newcastle. We'll be right back.